Nay 14 tháng 6 năm 2019, Tranh Minh Châu xin trân trọng kính gửi tới quý vị và các bạn bộ chiếu ngựa bằng chất liệu gỗ hương đỏ Nam Phi đã được chúng tôi sơn hoàn thiện bóng đẹp với kích thước là hơi đo luôn. Tổng cả hai miếng là 197 cm. Chiếu này của tôi là chiếu có khoảng lớn, 2 tấm một chiếu, mỗi tấm là rộng gần 1 mét. Và chúng tôi lọc sạch rác đi, sạch sẽ đi, không có tí rác nào. Và tổng 2 tấm là 1m97. Và tổng chiều dài là 2m81 rưỡi. Chiều dày của mỗi tấm là 14 cm. Chiều dày là 14 cm. Và các chân thì tổng chiều cao, tổng chiều cao ngồi mình là 62 cm. Và vân gỗ của nó này thì chúng tôi quay kỹ cho quý khách xem, vân cực đỉnh, cực đẹp. Chúng tôi đang sơn đều hoàn thiện, vân cực đỉnh luôn, 2 tấm chiếu cực kỳ đẹp. Kê ở những khách thì rất là tuyệt vời, nhà làm rộng kê rất là đẹp, ngồi rất là chắc chắn. Tạo lên không gian rất là sang trọng, mình cũng cực kỳ đẹp. Mà chất liệu có hương quý vị nhé, hương đỏ nhập khẩu từ Nam Phi, một chất liệu cực kỳ tốt, cực kỳ bền. Quý khách có nhu cầu xin mời liên hệ tới địa chỉ của tôi ở Đại Nghiệp, Tân Dân, Phú Xuyên, Hà Nội. Và số điện thoại là 0975 940 966. Có thể vào Zalo, Viber hoặc Facebook để xem nhiều ảnh hơn, hoặc về trực tiếp tại Đại Nghiệp Tân Dân, Phú Xuyên, Hà Nội để tham quan và mua sắm. Xin trân trọng cảm ơn quý khách và hẹn gặp lại ở những clip tiếp theo.